nhiêu lần rồi. Bây giờ em chả có mối lái cho ai hết. Em tập trung là em mối cho riêng em thôi. Em chỉ quan tâm anh thôi nhỉ. Một mối tình hài hước, một mối tình trong sáng đẹp là... như mơ. Cho đến khi... Thế chê ra cảnh nhà tôi bần hàn. Đâu có ạ. Tuy gia cảnh bần hàn, nhưng thầy khóa cũng đâu có ham vinh hoa phú quý. Ai cũng mong được nâng khăn sửa túi cho thầy. Hoàn cảnh gia đình buộc họ đã phải bỏ tất cả để đến với một cuộc tình mai mối. Tình chị em hay tình vợ chồng, chấp nhận số phận, chấp nhận những đàm tiếu. Liệu cuộc sống của họ sẽ ra sao? Đau khổ hay hạnh phúc? Tất cả sẽ có trong bộ hài Tết Vợ Chồng Đũa Lệch, được phát sóng lúc 20 giờ ngày 7 tháng 2, tức mùng 3 Tết, trên kênh Info TV. Phát sóng lúc 20 giờ 30 ngày 7 tháng 2, tức mùng 3 Tết, trên kênh Star TV.